Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để nhận được mã pin. Đây, mã pin này. Muốn nhận được mã pin thì mọi người phải có cái thông tin địa chỉ. Có thể nói là như thế này. Đây, thông tin này tương đối là đầy đủ rồi. Bây giờ mình đang muốn là mình sẽ thêm số điện thoại vào. Đấy. Thì muốn thay đổi được cái thông tin này thì đầu tiên là mọi người phải vào kênh YouTube của mọi người đã. Các bạn phải vào kênh YouTube của các bạn. Đây là trang chủ YouTube. Đăng nhập vào YouTube bấm vào kênh của tôi. Và mở bất kỳ một video nào. Bấm vào phân tích. Bấm vào phân tích và bấm vào kênh. Sau đó bấm vào cài đặt kiếm tiền. Tại đây các bạn tìm kiếm cài đặt Essen. Bấm vào cài đặt Essen này. Vào thanh toán. Khi mà bấm vào thanh toán xong thì các bạn sẽ thấy này, ngưỡng thanh toán là 100 đô. Các bạn bấm vào quản lý cài đặt. Bấm vào quản lý cài đặt xong các bạn sẽ có được các thông tin. Mọi người chú ý một chút là tất cả các biểu tượng cái bút này di chuột lại nó sáng. Đấy là nó sẽ chỉnh sửa được. Đấy, đây. Các bạn bấm vào biểu tượng cái bút tại tên và địa chỉ này. Đấy, họ tên này. Địa chỉ này. Đây mình thêm số điện thoại đây. Điện thoại. Mã bưu chính này. Muốn có được cái mã bưu chính này mà các bạn bấm vào biểu tượng chữ Y này. Và vui lòng một tìm mã bưu chính tại đây. Bưu chính tại đây thì bây giờ các bạn sẽ bấm thuộc xã nào, tỉnh nào. Mình thuộc Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ. Chạy đi à. Bấm tìm. Đấy. 295170. Đây của mình này, 295170. Đây là một cách. Cách này là của chính VNPT. Còn một cách nữa là mọi người cũng có thể tìm theo đây hàng geopostcode.com. Geopostcode.com đây nha. Cách vào trang của họ. Xem mình thuộc là châu Á, ASEAN, Việt Nam.
Phú Thọ thôi, tỉnh các tỉnh Đông Bắc, bấm vào Đông Bắc, chọn Phú Thọ, ở đây thì bưu điện nó về tận các thôn này, nó theo mã thôn này. Mình có hỏi qua bên bưu điện rồi, thì bên bưu điện rồi. À, trên thực tế là bưu điện mới chỉ có đến bưu điện là mới chỉ đến xã thôi. Chắc họ cũng không nắm được cái thông tin này. Bưu điện về được đến xã thì nó chỉ theo mạng xã. Vậy thì các bạn có thể là bấm theo cái kênh của bên bưu điện này, là của VNPT bưu điện này. Rồi, các bạn lưu lại. Mã pin của các bạn nó sẽ được gửi về đây. Pin của bạn sẽ được gửi qua đường bưu điện từ 3 đến 5 ngày sau ngày được liệt kê ở trên, và có thể mất 2-4 tuần để đến nơi, tùy thuộc vào dịch vụ bưu điện. Đấy. Mình cứ gọi là kiếm tiền online thì mình cứ cho hẳn là 4 tuần. 4 tuần. Mã pin này gửi về, các bạn sẽ bấm nhập mã pin vào đây, bấm gửi mã pin này. Lưu ý nhé, nếu bạn nhập sai mã pin 3 lần, việc phân phát quảng cáo sẽ bị tạm ngưng đấy, hay là tắt bục luôn, mất mất tiền. Rồi, video của mình xin tạm dừng tại đây. Chúc các bạn thành công. Nếu hay thì các bạn hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của mình để có thể xem các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt.